Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Shoda Channel. Trong video hôm nay thì mình sẽ review với các bạn một cái mẫu xe mô hình rất là đẹp. Các bạn, đây là chiếc xe mà hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá. Chiếc xe thì mang thương hiệu Cadillac Escalade với cái đề là 124, mô phỏng nhỏ hơn 24 lần so với thực tế các bạn. Thì cái mẫu xe này khá là nổi tiếng, thì trên thế giới thì mẫu xe này thường được dùng để chuyên chở những cái vị lãnh đạo, những vị của quốc gia. Các bạn cũng từng được một thấy một lần chiếc xe này trên đường phố Việt Nam, khi mà tổng thống Mỹ qua Việt Nam thăm thì chúng ta thấy được những cái kiểu xe như thế này, đó là Cadillac Escalade. Ok, thì bây giờ mình mở hộp này ra. Đây là mẫu xe Cadillac Escalade với tỷ lệ là 124. Chiếc xe có kích thước là 18x8 và chiều cao là 6 cm. Chiếc xe này thì nó có cái trọng lượng và khoảng gần 1 kg, cũng khá là nhẹ. Và cái chất liệu của cái chiếc xe này hầu hết là kim loại, phần vỏ xe sẽ là bằng kim loại, chỉ có một số chi tiết như là bánh xe hoặc là phần bên trong này thì là bằng nhựa. Thiết kế rất là đẹp, rất là giống so với mẫu xe ngoài thực tế. Từng cái chi tiết như là phần đầu xe, mui xe rất là vuông vắn, cũng như là cái phần gầm ở chỗ này, phần bên hông kính và đằng sau xe đèn. Nó là rất giống so với mẫu xe ngoài thực tế. Hai cánh của xe có thể mở bung ra. Một chiếc xe mô hình rất là đẹp, rất là nhỏ gọn, và chúng ta có thể trưng bày ở một cái không gian làm việc cũng như là một cái căn phòng nào đó mà các bạn sưu tập những cái mẫu xe mô hình. Mình nghĩ rất là phù hợp. Cái lớp nước sơn này là nước sơn tĩnh điện, nó có thể cách điện là vô cùng an toàn. Chiếc xe này có cái thành xe rất là dày các bạn nhé, cái thành xe dày, và nó có khả năng là những cái xe mà nó chuyên dụng hơn thì nó có khả năng là chống đạn rất là tốt, rất là an toàn cho người ngồi bên trong xe. Ok, thì đây là cái mẫu xe mô hình Cadillac Escalade 124. Sản phẩm này đóng hàng tại cửa hàng Shoda Store, liên hệ ngay trên cửa hàng này các bạn, mình có thể đặt hàng ngay sản phẩm này các bạn nhé. Video của mình hôm nay xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ ủng hộ channel của mình, subscribe và nhấn chuông để có thể đón xem những video trong thời gian tới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.